Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật đạo. Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan Cảng Nỉ Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giáo duyệt: Minh Tiến Huệ Trang Đức Phong. Tập 159. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa hồi bản trang 341. Phạn thực kinh hành. Kinh văn chỉ có một câu. Chúng ta xem chú giải: Thừa thượng thực thời, cố thứ ngôn thực. Kinh hành giả tuần hoàng bất đoạn nghĩa, phản dĩ nhi thực, thực dĩ nhi hành, phản dương tự thích giả. Trong lời sau, Tổ Liên Trì dẫn kinh Vô Lượng Thọ để chứng minh phản thực giả. Đại bổn dân chư giảng sanh giả, kỳ phản thực thời, ngân bát kim bát, chủng chủng bảo bát tùy ý hiện tiền. Trên thế gian này, cuộc sống của chúng ta vô cùng gian nan, rất vất vả mới có thể no ấm. Nói thật ra, cuộc sống tại Đài Loan khá dễ dàng, kiếm tiền dễ dàng, người ngoại quốc trông thấy rất hâm mộ. Trên thế giới này có nhiều nơi cuộc sống khá gian nan, đích xác là cuộc sống chẳng dễ dàng. Quay lại nhìn sang Tây Phương Cực Lạc thế giới mới biết thế giới ấy tốt đẹp ở chỗ nào. Vì sao mười phương chúng sanh đều mong sanh về nơi đó? Hết thảy chư Phật đều khuyên chúng sanh niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đích xác là do Cực Lạc có những điều tốt đẹp mà các thế giới phương khác chẳng có. Từ ngữ chư giảng sanh giả chỉ hết thị chúng sanh trong mười phương thế giới có thể tin nhận lời Phật, nghe lời Đức Phật khuyến cáo, bèn niệm Phật sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Kỳ phản thực thời, từ Đại Kinh chúng ta thấy người trong Tây Phương Cực Lạc thế giới thân thể là thanh hư chi thân, vô cực chi thể. Lẽ nào vẫn phải ăn cơm? Quả thật chẳng cần. Chẳng cần nhờ vào các thứ lương thực ngũ cốc để duy trì thân thể. Nếu dựa vào các thứ lương thực ngũ cốc để duy trì thân thể ý ô uế, có thể sanh bệnh. Tứ thiền thiên trong sắc giới dùng thiền duyệt làm thức ăn, chẳng cần ăn uống. Thế mà quậy ấy vẫn thuộc trong lục đạo. Chẳng lẽ Tây Phương Cực Lạc thế giới ngay cả tứ thiền thiên vẫn chẳng bằng hay sao? Chứ gì phải hiểu
Ở đây Đức Phật nói đến ý niệm ăn. Đó là tập quán của những kẻ như chúng ta. Từ thế giới Sa Bà sanh về thế giới Cực Lạc chưa được vài ngày, còn chưa quên mất tập khí ấy. Suy tưởng, vì sao lâu như vậy mà chẳng ăn? Có ý niệm ấy. Ý niệm ấy vừa động, cảnh giới liền hiện tiền. Hết thảy sự thọ dụng trong Tây Phương Cực Lạc thế giới thuận theo lòng mong muốn mà biến hóa ra. Đây là nói đến chúng sanh trong dục giới như chúng ta, đặc biệt là nói đến phàm phu. Trời người trong dục giới sanh về bên đó, khi chúng ta nghĩ đến ăn uống, bạn có những điều như vừa nói trên đây. Ở đây quý vị thấy sự ăn uống bên đó tốt lành như vậy đó. Ngân bát, kim bát, chủng chủng bảo bát, nói theo cách hiện thời, đó là những vật dụng dùng trong ăn uống. Những vật dụng ẩm thực ấy đẹp đẽ, chất liệu tốt đẹp, bằng bảy báo, tùy ý hiện tiền. Trong tâm nghĩ đến gì, bèn hiện ra thứ ý, hình dạng, kích thước, màu sắc, kiểu dáng, chất liệu, chẳng có gì không thuận theo lòng mong muốn. Chẳng cần phải lo liệu, chẳng cần phải tạo tác, hễ nghĩ đến bèn hiện tiền. Bách vị ẩm thực sung mãn kỳ trung, trong các đồ đựng đều chứa đầy ắp những thứ bình thường thích ăn, đều bày ra trước mặt. Toàn hàm cam đạm, các như sở nguyện. Hương vị ngon nhất, thích hợp với chính mình nhất, do chính mình biến hóa ra. Bất dư bất khuyết, những thức ăn được biến hiện không nhiều mà cũng không ít, số lượng phù hợp. Bất dị mỹ cố, quá lượng nhi thực. Trong thế gian này, chúng ta gặp được thức ăn ngon, bèn tham ăn, ăn nhiều hơn một chút. Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng có hiện tượng này. Thực dĩ tự tiêu, nhi dù gì chỉ. Thức ăn ý cũng chẳng phải là thật sự ăn. Sau khi những thứ ấy hiện tiền, mắt trông thấy, mũi ngửi mùi vị, ý bèn nghĩ là đã ăn. Đương nhiên chẳng có cặn bã. Hoặc kiến sắc, văn hương, ý dĩ di thực, tự nhiên bảo thích, vô sợ gì trước, tuyệt đối chẳng chấp trước. Sống lâu trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, tập khi ấy chẳng còn, chẳng còn có chuyện ấy nữa. Đây đều là những người vừa đến Tây Phương Cực Lạc thế giới chưa lâu, nên có những tập khí ấy. Thức ăn có thể ứng theo ý niệm mà hiện tiền. Thân tâm khinh lợi, thực tất quá khứ. Sau khi ăn xong, tự nhiên no đủ, chẳng muốn nữa thì những thức ăn và vật dụng để ăn uống đều chẳng còn nữa. Do lẽ đó, chẳng cần dọn dẹp, chẳng cần rửa ráy, hết thảy đều là quá hiện. Thời chí phục hiện, đến bữa ăn quý vị lại nghĩ tới, nó lại hiện tiền. Các thế giới khác chẳng có chuyện này. Kinh Hoa Nghiêm nói, sự sự vô ngại pháp giới. Tây Phương Cực Lạc thế giới, dẫu là hạ phẩm hạ sanh, cũng đều là sự sự vô ngại pháp giới, chẳng thể nghĩ bàn. Đây là nói đến mặt tốt đẹp trong chuyện ăn uống nơi cõi ấy. Chẳng cần phải quan tâm, chẳng cần phải vất vả trù tính lo toan. Dưới đây là nói về kinh hành. Kinh hành là một phương pháp tu học hết sức hay. Kinh hành là tản bộ, ăn cơm xong bắt bộ, hữu ích cho tiêu hóa, có ích rất lớn cho sức khỏe. Trong Phật môn, như khi đã tật thất, thọ trai xong bèn nhiễu Phật kinh hành, nhiễu mấy dòng rồi mới kết trai, mọi người mới giải tán,
đó là kinh hành. Kinh hành có rất nhiều lợi ích. Vì sao đi mà lại gọi là kinh hành? Thời cổ trong tông Thiên Thai, họ vừa tản bộ vừa học thuộc lòng kinh điển nên gọi là kinh hành. Nay chúng ta quá nữa là vừa đi vừa niệm Phật. Phương thức này không chỉ có thể giúp ích tiêu hóa mà còn là một loại vận động hết sức tốt. Loại vận động này không vội vàng, không rầy rà, hết sức điều hòa. Kinh hành cũng có thể đối trị hôn trầm, chẳng hạn như ngồi lâu liền hôn trầm, tinh thần chẳng thể phấn chấn, thậm chí ngủ gà ngủ gật. Trong Phật môn tu học, bất luận tông nào phái nào, kinh hành lễ bái ngồi xếp bằng, những phương thức ấy điều hòa thích hợp lẫn nhau, thân thể sẽ chẳng bị mệt mỏi. Người hôn trầm nặng nề tốt nhất là nên đi nhiều, nhớ Phật nhiều. Người tuổi cao dùng phương pháp này càng hay. Năm xưa tôi đến giảng kinh tại Bình Đông, gặp lão cư sĩ Chung Cạn Đức. Cụ cho biết cụ đã ngoài 80 tuổi. Trước kia cụ học mật, học thiền, rất dụng công, học mấy chục năm. Gặp gỡ năm ấy, cụ bảo tôi, không được rồi, những thứ công phu ấy chẳng đủ sức. Nay tôi thật thà niệm Phật, mỗi ngày niệm 3 vạn câu. Tuổi cao, cụ cũng không xem kim, mà niệm Phật. Niệm 3 vạn tiếng như thế nào? Cụ đi khắp nơi trong làng Bình Đông, cứ một bước niệm một câu, mỗi ngày niệm 3 vạn tiếng, đi 3 vạn bước. Niệm đến 80 mấy tuổi, vẻ mặt hồng hào, tươi tắn, âm thanh sang sảng, đích xác là có lợi cho thân thể. Niệm Phật tâm thanh tịnh, kinh hành thân thể vận động linh hoạt. Hãy nên nỗ lực học tập chuyện này. Tuân hoàng giả như kinh quán dĩ, lạc diệt liên miên, giảng lai vô dĩ giả. Hình dung cách kinh hành: thực dĩ nhi hành, nhất dĩ điều thân, sử vô ngưng trệ. Có ý nghĩa trợ giúp tiêu hóa. Sau khi ăn xong bèn đi kinh hành: nhất dĩ điều tâm, sử bất phóng vật giả. Một tác dụng khác là điều tâm, tâm được thanh tịnh. Vì khi quý vị kinh hành, chẳng niệm kinh thì cũng niệm Phật, trong tâm chẳng có vọng niệm. Phản dương giả ưu du tự đắc ý, tự đạt được sự ung dung. Hình dung niềm vui chân thật, lạc thủ thanh tịnh ở trong ý. Thế nhân thực dĩ, nói tới những kẻ bình phàm trong thế gian: phi bùng tẩu trần dụ, tác tăng trưởng thụy miên. Người thế gian sau khi dùng cơm bèn vội vã làm việc, người không đi làm, ăn xong bèn đi ngủ. Người học Phật ăn xong đi kinh hành, bỉ quốc phạn thực kinh hành, giải thoát chi phong, tiêu dao chi trạng, khả tượng kiến giả. Miêu tả cuộc sống thông thường của đại chúng trong Tây phương cực lạc thế giới: tự tại ung dung dường ý, duy ngôn phản thực, bất cập y đẳng, duy ngôn kinh hành, bất cập tọa đẳng, diệt văn tịnh cố. Kinh Di Đà văn từ rất ít, nên đối với tình hình cuộc sống chỉ nhắc tới đại lược, chẳng nói cặn kẽ, tỉnh lược rất nhiều. Đối với ăn mặc ở đi lại chỉ nói chuyện ăn, tỉnh lược chuyện phục sức. Nói đến kinh hành chẳng nói đến tọa thiền, tọa thiền cũng bị tỉnh lược. Những chuyện này được nói tỉ mỉ trong kinh Vô Lượng Thọ.
y giả, đại bổn pháp tạng nguyện dân. Ngã tác Phật thời, ngã sát trung nhân, sở dục y phục, tùy niệm tích chí. Bất giả, tài phùng, đảo nhiệm quán trạc. Hữu phục, hữu vô lượng thượng diệu y phục. Bảo quang, hoàng xuyến, nhĩ đàn anh lạc, hoa mang, đới tỏa. Chư bảo trang nghiêm, bách thiên diệu sắc, tự nhiên tại thân. Đây là nguyện văn trong phần 48 nguyện của Kinh Vô Lượng Thọ. Thích Ca Mâu Ni Phật thuộc lại cho chúng ta biết. Phật Thích Ca thuộc lại thì cũng giống như A-di-đà Phật, đích thân tự tuyên nói, chẳng sai khác, quyết định chân thật. Đây là nói các đại chúng sanh vào Tây Phương Cực Lạc thế giới, sở dục y phục, tùy niệm tức chi. Đúng là nghĩ áo được áo, nghĩ ăn được ăn. Trong phần trước nói về ăn uống, phần này nói về quần áo. Quần áo chẳng cần cắt may, chẳng bị dơ bẩn, không cần giặt giũ. Thiên y vô phùng, nghĩa là áo trời chẳng cần may cắt, tất cả đều do biến hóa ra. Quý vị thích quần áo bằng chất liệu nào, nó bèn là chất liệu đó. Y phục bên Tây Phương đều là thất bảo. Chất bảo trong cõi này có thể tánh cứng chắc, không thể làm quần áo. Vàng bạc, lưu ly, bảy bảo trong Tây Phương Cực Lạc thế giới đều mềm mại, rất mỏng, giống như vải, có thể làm quần áo. Vì vậy, họ hữu vô lượng thượng diệu y phục, bảo quang hoàng xuyến. Bảo quang là mão bằng chất bảo, hoàng xuyến là một loại vòng đeo tay. Nhĩ đàn là bông tai, anh lạc là vật trang sức đeo trước ngực. Chúng ta thường thấy tượng đắp hoặc tượng vẽ của Phật Bồ Tát, trước ngực có đeo anh lạc. Hoa mang đới tỏa, trang hoa, hoa bảo sâu thành chuỗi đeo trên người. Đới là đai áo, trong đai áo đeo bảy bảo, nên gọi là đới tỏa. Chư bảo trang nghiêm, bách thiên diệu sắc, tự nhiên tại thân. Đây là nói tới y phục và trang sức thuận theo lòng muốn, tự nhiên khoác trên thân. Thế giới Tây Phương là một thế giới bình đẳng, nên tướng mạo của mọi người như nhau. Trong cuộc sống, ăn ở, phục sức, tướng mạo như nhau. Đương nhiên, do mức độ đoạn hoặc chứng chân khác nhau, nên cũng có chỗ khác biệt, tức là quang minh của mỗi người lớn nhỏ khác nhau. Nếu đoạn tiền não nhiều, quang minh to lớn. Quang minh chịu từ một do tuần, mười do tuần, cho đến trăm ngàn do tuần. Hữu dân, phục hữu vô lượng, như ý diệu hương, đồ hương, mạc hương. Đồ hương có phạm vi rất rộng, giống như nước hoa, bôi trên người bèn gọi là đồ hương. Mạc hương thuộc loại bột, bột thơm có thể xoa lên người, bột đà hương có thể đốt. Kỳ hương phổ quân bỉ Phật quốc giới. Phải chú ý câu này. Cõi nước của A-di-đà Phật ở chỗ nào? Thưa cùng chư vị, cõi nước của A-di-đà Phật chẳng có ngàn mẻ. Tận hư không khắp pháp giới là cõi nước của A-di-đà Phật. Điều này rất kỳ diệu. Vì sao? Nếu quốc độ này của chúng ta ở ngoài A-di-đà Phật, chúng ta làm sao có thể giảng sanh? Làm sao sự giáo hóa của A-di-đà Phật có thể thấu đến chỗ chúng ta? Ở nơi đây chúng ta có Kim Vô Lượng Thọ, có Kim A-di-đà. Nói cách khác, kinh điển tồn tại ở nơi đầu, nơi đó là chỗ Tây Phương Cực Lạc thế giới đạt điểm. Do vậy, chúng ta chẳng bị coi như ở ngoài quốc giới của A-di-đà Phật, mà là ở trong quốc giới của A-di-đà Phật.
tận hư không khắp pháp giới, mười phương ba đời hết thảy chư Phật đều khen ngợi A Di Đà Phật, đều giảng kinh vô lượng thọ, đều khuyên hết thảy chúng sanh giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Do vậy có thể biết, nói những cõi Phật khác còn có biên giới thì có lẽ còn có thể nói xuôi tai, chứ quốc giới của A Di Đà Phật chẳng có ngàn mẻ, đích xác là rộng lớn vô biên. Mùi hương ấy xông khắp pháp giới, quang minh chiếu khắp, hương báo xông khắp. Tiếp theo đây, Tổ Liên Trì giải thích vì sao Kim Di Đà nói tỉnh lược. Cố bất ngôn y, dĩ thực nhiếp y, cập nhất thiết tư sanh chi cụ cố. Cơm áo, thể nói một thứ, những thứ khác đều ở trong đó. Tư là tư dưỡng, sanh là sanh mạng. Nói cách khác, hết thảy cuộc sống vật chất, thể đều bao gồm trong ăn uống. Nên nói một điều là đủ rồi. Ẩm thực chính là vật cần thiết để nuôi dưỡng sanh mạng, bao gồm tất cả cuộc sống vật chất. Bất cập tọa giả, chỉ nói kinh hành, chẳng nói đến ngồi. Nói thật ra, tu hành vẫn lấy kinh hành làm chủ, đặc biệt là những người tu đã lâu. Người mới học phải ngồi, vì tương đối dễ nhiếp tâm hơn. Người tu lâu chẳng coi trọng ngồi trên hình thức. Lục Tổ Đại Sư nói tọa thiền thì đó chẳng phải là ngồi xếp bằng nhìn vào giác. Ngài nói ngồi với ý nghĩa bất động. Điều gì bất động? Tâm bất động, chẳng phải là thân bất động. Tâm bất động giữa ngũ dục lục trần nên gọi là tọa. Do đó Ngài nói ngoài chẳng chấp tướng là thiền, trong chẳng động tâm là tọa. Ngài tọa thiền là tọa theo cách như vậy. Vì lẽ đó, Ngài đi, ở, ngồi, nằm đều là tọa thiền, chẳng phải là ngồi xếp bằng nhìn vào giác. Nói thật ra, thuở ấy, Lục Tổ Đại Sư ở Hoàng Mai 8 tháng. Trước đây chưa hề bước vào thiền đường. Ngài ở hậu viện làm lụng cực nhọc, giả gạo bữa củi. Tọa thiền như Ngài đã nói chính là ngoài chẳng chấp tướng, trong chẳng động tâm, thật sự tọa thiền, chẳng phải là tọa thiền theo hình thức. Tọa thiền trong thiền đường là tọa thiền theo hình thức, chưa chắc đã có thiền định. Nếu tâm vẫn phàn duyên, vẫn chấp tướng, sẽ chẳng có thiền định. Do đó, điều này hoàn toàn giống như lời trưởng giả Dục Cương đã nói trong kinh Hoa Nghiêm. Giáo khai tứ chủng tam muội. Tam muội là thiền định. Nói tổng quát, thiền định có 4 cách tu. Loại thứ nhất, nhất viết thường hành. Thường hành là kinh hành, đặc biệt thích hợp cho người cao tuổi. Loại thứ hai, nhị viết thường tọa. Thường ngồi phải tu học khi còn trẻ, người tuổi cao chẳng được. Người lớn tuổi thể lực chẳng đủ, ngồi lâu chịu không được. Thường ngồi thì người trẻ cỡ 20-30 tuổi tu được, vì lúc ấy chân người đó khá mềm dẻo, có thể ngồi đến mức công phu thật sự đắc lực, huyết mạch thông suốt, chẳng đến nỗi tê đau. Từ 30 tuổi trở lên khá khó khăn. Nhưng người cao tuổi như chúng tôi khoanh chân ngồi, ngồi chưa lâu đùi đã nhức, chứng minh tu cách này không được. Các vị lão hòa thượng có thể ngồi mấy tiếng đồng hồ chẳng dời chỗ là do các ngài đã luyện khi còn trẻ. Chúng ta tuổi trung niên trở lên học Phật, tu cách này không được, chẳng cần phải miễn cưỡng học. Chúng ta học thường hành tam muội, chẳng học thường tọa. Loại thứ ba, tam viết bán hành bán tọa. Nửa đi, nửa ngồi. Bản thân tôi niệm Phật là thời gian đi kinh hành dài hơn thời gian ngồi niệm. Đi kinh hành tới khi mệt, bèn ngồi xuống niệm. Ngồi một lát khôi phục, lại đứng lên đi. Loại thứ tư, tử viết phi hành phi tọa.
Nhà Phật thường nói bốn câu này, nêu rõ, tu học ta muội chẳng đặt nặng hình thức, mà quan trọng công phu chân thật. Công phu chân thật nói theo cách đơn giản nhất, sẽ là tâm địa thanh tịnh. Cương lãnh tu học trong Đại Thừa Phật Pháp là giác chánh tịnh. Giác chánh tịnh là một mà ba, tuy ba mà một. Để với ba chữ ấy, quý vị đạt được một, tất nhiên sẽ đồng thời đạt được hai cái kia. Chẳng thể nói tâm ta thanh tịnh, nhưng ta còn mê hoặc điên đảo, ta còn tà tri tà kiến, chẳng có lẽ ấy. Người thật sự giác ngộ, tâm nhất định thanh tịnh. Người đại khai viên giải, chánh tri chánh kiến, nhất định là giác ngộ, nhất định là thanh tịnh. Vì thế, đích xác là một mà ba, tuy ba mà một. Công phu thực hiện thuận tiện nhất, dễ dàng nhất, không gì hơn cầu tịnh trong giác chánh tịnh. Do đó, Tịnh Tông đặc biệt coi trọng tâm thanh tịnh, nhất tâm bất loạn, công phu thành phiến, chú trọng điều này. Tâm thật sự thanh tịnh, phiền nào ít, trí huệ liền tăng trưởng. Trí huệ tăng trưởng là giác chẳng mê. Mê là phiền nào, giác là trí huệ. Tự nhiên giác chứ không mê, chánh chứ không tà. Vì thế, sở dĩ hết thảy các pháp môn để nói, đích thực là pháp này có chỗ đặc biệt thù thắng, học dễ dàng. Tự thử văn trung, tác duy đệ nhất. Trong kinh văn này, chỉ lấy loại thứ nhất trong bốn loại tam muội là thường hành. Có thể thấy người trong Tây Phương Cực Lạc bình thường tu hành, những người dùng phương thức thứ nhất chiếm đa số. Nhiên nhị bộ trung, giai ngôn giảng sanh giả, tọa liên hoa trung. Nhị bộ là hai bộ, đại bổn và tiểu bổn. Kinh có kích thước lớn là kinh Vô Lượng Thọ, kinh có phân lượng nhỏ là kinh A-di-đà. Trong hai kinh đều nói, khi giảng sanh ngồi trong hoa sen giảng sanh. Điều này quả thật đã nói rõ, bên kia quả thật có ngồi, chẳng phải là không ngồi, có ngồi. Bát châu ta muội tác phục ngôn lập, đương tri dĩ hành nhiếp tọa, cập tứ oai nghi cố. Kinh nói đơn giản, chỉ nói một oai nghi là đi, nhưng đi, ở, nằm, ngồi đều thuộc trong ấy. Người bên cõi kia quả thật sống đời thanh nhàn tự tại. Giáo khai tứ chủng ta muội nhất viết thường hành, xuất bát châu ta muội kinh, diệt danh Phật lập ta muội, thành thời kiến thập phương Phật tại không trung lập, dĩ cửu thập nhật di nhất kỳ. Kinh Bát Châu Tam Muội dạy điều này. Chư vị đồng tu đọc kinh này đừng chấp trước. Chế nên vừa trông thấy điều này bèn nghĩ, ta phải phát tâm tu. Quý vị tu chẳng thành công, chế nên miễn cưỡng, chế nên học cho dễ coi, chế nên lừa mình dối người. Căn tánh của mỗi cá nhân khác nhau. Tu học Ban Châu Tam Muội, nói thật thà, thường là mười mấy, 20 tuổi mới dễ tu, 30 tuổi trở đi, tu học khá khó khăn. Suốt 90 ngày không ngủ nghỉ. Không chỉ chẳng ngủ nghỉ, mà còn không được ngồi xuống, có thể đứng, có thể đi, nhưng không được ngồi xuống, đương nhiên càng không thể nằm xuống. Đó là Phật lập tam muội, cũng là chuyên niệm A-di-đà Phật. Không được phép ngồi xuống, không được phép ngủ. Ngày đêm niệm Phật kinh hành chẳng gián đoạn, suốt 90 ngày. Gọi là Bát Châu Tam Muội. Quý vị ngẫm xem, người nào tu được? Sau khi tu thành, người ấy thấy mười phương chư Phật đứng trên không trung, đó là cảm ứng. Hiện thời có rất nhiều người nói, người nào đó thật sự phát tâm bế quan tu Bát Châu Tam Muội. Tôi nghe nói, chắp tay chúc mừng, khó có. Vì sao? Tôi làm không được, tôi một ngày một đêm phải ngủ. Suốt 90 ngày, tức là 3 tháng không ngủ, khó quá. Người bình phàm chẳng thể làm chuyện này,
Nếu nói suốt 30 ngày ngủ đẩy giấc niệm Phật, tôi tin tưởng người bình phàm đều có thể làm được. 30 ngày không ngủ nghỉ, không ngồi xuống, nói cho quý vị biết, thật sự là bản tính bản nghi. Đó là nói cho dễ nghe, chứ nói khó nghe là về căn bản tôi chẳng tin tưởng. Chứ vị đồng tu phải biết, chuyện này xác thực là có, nhưng người nào mới có thể tu? Người tâm địa khả thanh tịnh, người tâm địa thanh tịnh bèn ngủ ít. Chư thiên sắc giới đắc thiền định chẳng ngủ, do ngũ dục là tài sắc, danh vọng, ăn uống, ngủ nghi, họ đều không có, cho nên chẳng cần ăn gì, cũng chẳng cần phải ngủ, đương nhiên chẳng có vấn đề. Đừng nói là 90 ngày, 900 ngày, 9000 ngày cũng chẳng có vấn đề, nhưng quý vị chẳng có công phu ý sẽ làm không được. Quý vị làm như vậy sẽ phá hỏng thân thể, quyết định trở nên miễn cưỡng. Do đó, trong Phật môn, chớ nên khuyên kẻ khác làm chuyện giống như chuyện này. Thầy Lý giảng kinh thuyết pháp suốt 40 năm tại Đại Trung, lão nhân gia chẳng khuyên người khác ăn chay, mà khuyên quý vị học Phật, khuyên quý vị quy y, chẳng khuyên quý vị thọ giới. Có mấy điều ngài chẳng nói đến. Vì sao? Quý vị công phu chẳng đủ. Cũng chẳng khuyên ăn chay, lại càng chẳng khuyên người khác chỉ ăn ngọ. Những việc như vậy chẳng thể miễn cưỡng, phải do người ấy tự động phát tâm. Hơn nữa, đối với chuyện chỉ ăn ngọ, tức là buổi trưa ăn một bữa, nếu tâm địa khá thanh tịnh, phiền não ít, sẽ tự nhiên có thể làm được. Vì tâm địa thanh tịnh sẽ tiêu hao ít năng lượng. Ăn uống là bổ sung nguồn năng lượng, tức là nguồn năng lượng tạo ra nhiệt độ thân thể. Thức ăn chuyển đến dạ dày, được hấp thụ, liền sanh ra năng lượng bồi đắp sự tiêu hao nơi thân thể. Thân thể là một bộ máy, nếu quý vị không thêm nhiên liệu sẽ bị hỏng hóc. Nhưng thể chất nơi thân thể mỗi người khác biệt, có người tiêu hao nhiều, có cả tiêu hao ít. Tiêu hao nhiều bèn bổ sung nhiều, tiêu hao ít tự nhiên bổ sung ít đi. Tiêu hao năng lượng nhiều nhất là gì? Thưa cùng chứ vị, là vọng tưởng. 95% thức ăn của chúng ta bị tiêu hao nơi vọng tưởng. Nếu quý vị chẳng có vọng tưởng, tự nhiên tiêu hao ít đi. Thật ra, lao tâm lao lực tiêu hao rất ít, vọng niệm tiêu hao rất nhiều. A-la-hán đắc cửu thứ đệ định chẳng có vọng niệm, tiêu hao ít, mỗi tuần ăn một lần là đủ rồi. Bích Chi Phật công phu định lực càng sâu hơn A-la-hán, tiêu hao càng ít, nửa tháng ăn một bữa là đủ rồi. Một người bình phàm chúng ta ngày ăn ba bữa, còn phải ăn giặt, buổi tối phải ăn thêm bữa khuya, chứng tỏ điều gì? Vọng niệm quá nhiều, chẳng bổ sung không được, không thể nào chẳng bổ sung. Do đó, thầy Lý chẳng khuyên kẻ khác trì ngọ. Vì sao chẳng khuyên người khác ăn chay? Vì có rất nhiều người muốn học Phật, nhưng sợ ăn chay, hệ nghe nói ăn chay, họ sẽ không đến. Thầy Lý nói không cần ăn chay, họ đều tới, lôi kéo nhiều người tới. Thầy có phương pháp riêng, nên chẳng khuyên kẻ khác ăn chay. Học Phật kiểu y đang thuận tiện, mọi người biết học Phật không nhất định phải ăn chay, nên chẳng sợ hãi. Chúng ta phải hiểu là, có những phương pháp tu hành trong nhà Phật, người bình phàm tuyệt đối chẳng thể tu học. Tu thành môn ta mùi y, tâm thực sự thanh tịnh, phiền não nhẹ nhàng, trí huệ tăng trưởng, đó là điều tất nhiên. Do đó, người học Phật chúng ta đầu óc phải sáng suốt, chớ nên tùy tiện để kẻ khác gạt cẩn. Kẻ nào đó nói, tôi đã từng tu Bát Châu Tam Muội vào lúc nào đó. Đương nhiên quý vị bội phục kẻ ấy nằm dọc sát đất, nhưng kẻ ấy tu Bát Châu Tam Muội trong 90 ngày, có đúng là chẳng ngồi xuống hay không? Hay là 90 ngày ngồi hoặc nằm trên giường tu? Chúng ta chẳng biết. Không biết thì nhìn từ chỗ nào, nhìn vào tư tưởng, ngôn ngữ, hành trì của người ấy sẽ biết. Những thứ ấy chẳng thể lừa người khác. Thật sự trải qua công phu như vậy, người ấy là thánh nhân, chẳng phải là người thường. Vì Bát Châu Tam Muội chẳng giống các tam muội khác, dẫu thoái thất, vẫn chẳng thoái thất rất nhiều. Người ấy tu công phu này quá sâu. Nếu tâm chẳng thanh tịnh, nếu tính tâm chẳng kiên cố, chắc chắn chẳng thể chịu đựng 90 ngày. Có thể nói là
ba tư lương tín nguyện hạnh của người ấy đã đạt tới cảnh giới xa xá. Sau 90 ngày ấy, có thể nói một câu thật thà là người ấy đã quyết định nắm chắc giáng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu hãy còn tham luyến, còn mê chấp tiếng tâm, lợi dưỡng, ngũ dục lục trần trong thế gian này, mà kẻ ấy nói đã tu Bát Châu Tam Muội, tôi chẳng dám tin tưởng. Vì sao? Chẳng tương xứng với lời nói và việc làm của kẻ ấy. Chúng ta phải nên hiểu điều này. Nhị viết thường tọa giả, xuất văn thù sư lợi sở thuyết, ma ha bát nhã ba la mật kinh, diệt danh nhất hạnh tam muội, duy chuyên niệm pháp giới cũ giả, diệt dị cửu thập nhật di nhất kỳ. Bát Châu Tam Muội là chỉ có thể đi, chỉ có thể đứng, chẳng thể ngồi xuống. Trong kinh Văn Thù Bát Nhã có nói phương pháp tu hành chẳng cần phải đi, chẳng cần phải đứng, mà là ngồi. Nói thật thà, ngồi 90 ngày dễ hơn Bát Châu Tam Muội. Trong 90 ngày ấy thật sự nhập thiền định. Các vị đọc Hư Dân Lão Hòa Thượng Niên Phổ sẽ thấy có lúc Lão Hòa Thượng dễ nhập định, bèn nhập định nửa tháng, hoặc một tháng, hai tháng là chuyện rất thường. Có lần Hòa Thượng nhập định nhằm tiết đông, nhằm lúc giao thừa. Trước giao thừa, Hòa Thượng luộc một nồi khoai, sau khi bỏ khoai vào nồi, nhóm lửa xong, lão nhân gia tĩnh tọa bên cạnh đang nhập định. Hãy nhập định, ngài cũng chẳng hay biết gì. Năm cũ đã trôi qua, sau Tết, có mấy người bạn đến chúc Tết ngài. Khi đến chúc Tết, thấy lão Hòa Thượng còn đang tĩnh tọa, lại thấy khoai trong nồi đã bọc rêu, đang dùng dẫn khánh gõ bên tai ngài. Ngay lập tức ngài xuất định, các ông đến đúng lúc quá, hãy cùng ăn nồi khoai tôi luộc. Lão Hòa Thượng, ngài luộc khoai lúc nào? Ta luộc khoai hôm vừa mới luộc mà. Ngày Tết đã qua lâu rồi, ngài nhập định hơn nửa tháng mà cảm thấy chỉ có vài phút. Lão Hòa Thượng Hư Dân suốt đời chẳng tu Bát Châu Tam Muội, nhưng đích xác là ngài thường tu thường tọa Tam Muội. Thật sự có công phu định lực thì chuyện này là chuyện có thể. Cũng lấy 90 ngày là một kỳ. Tam viết bán hành bán tọa giả, xuất pháp hoa phương đẳng nhị kinh, pháp hoa tam thất nhật di nhất kỳ, phương đẳng bất hạn thời tiết. Ở đây vừa có ngồi vừa có đi, giống như này chúng ta đã Phật thực, nhiễu Phật và chỉ tịnh là dùng phương pháp này trong kinh Phương Tạng, chẳng hạn định kỳ hạn, nhưng trong kinh Pháp Hoa là 21 ngày, tức là lấy 21 ngày làm một kỳ. Tứ phi hành phi tọa giả, diệt danh tùy tự ý, ý khởi tức quán cũ giả. Phương pháp xuất thịnh quán âm đẳng chư đại thừa kinh, thông ư tứ nghi cập chư tác dụ. Ở Hoàng Mai, Lục Tổ đại sư tu pháp này, giả gạo bữa củi, chẳng đi chẳng ngồi. Ngài làm lụng cũng là tam muội, đó là đi đứng, ngồi nằm đều có, chẳng hạn cuộc. Nói thật ra, chúng ta tu học phương pháp này hết sức thích hợp. Hơn nữa, trong xã hội hiện đại, mọi người công việc vô cùng bận rộn, sức ép rất nặng. Chọn phương pháp này để tu hành là thuận tiện nhất. Trong Phật thất phổ thông, Hành Sắc Đại Sư là tổ sư đời thứ 10 của Tịnh Tông, đã dùng phương pháp nửa đi nửa ngồi. Ngài chia người niệm Phật thành 3 bàn, mỗi bàn có 4 người xuất gia lãnh chứng, dẫn một bàn kinh hành, 2 bàn kia chỉ tịnh. Người đi kinh hành phải niệm ra tiếng, người chỉ tịnh không niệm. Người chỉ tịnh nghỉ ngơi, chuyên môn nghe, tức là nghe tiếng niệm Phật của người đi kinh hành, trong tâm chuyên nghe, chẳng khởi vọng niệm, nghe Phật hiệu nhưng không niệm. Làm như vậy thì mỗi bàn niệm 1000 câu, bàn thứ nhất niệm 1000 câu xong, bàn chỉ tịnh, bàn thứ hai kinh hành, thay phiên nhau niệm. Bàn thứ hai niệm 1000 câu xong, bàn thứ hai chỉ tịnh, bàn thứ ba kinh hành, bàn thứ ba niệm 1000 câu xong, lại luân lưu tới bàn thứ nhất. Ngài dùng phương thức này để niệm Phật quanh năm, ngày lẫn đêm,
đều dùng phương pháp này. Giống như Phật thất lấy 7 ngày làm hạn, hoặc là 2 thất, hoặc là 3 thất, sử dụng phương pháp này. Phương pháp này hay lắm. Người ta chẳng mệt mỏi, họ niệm 1000 câu, có thời gian thích đáng để nghỉ ngơi, khôi phục thể lực, đến phiền lại niệm tiếp. Do vậy, họ có thể phấn chấn tinh thần, có thể kéo dài thời gian. Vì lẽ đó tổ hành sách chọn lựa phương thức này. Trong niệm Phật đường, thưa cùng chư vị, chỉ có một câu Phật hiệu, chẳng có gì khác. Phật thất thông thường của chúng ta trong hiện tại, nói thật thà là Pháp hội Phật thất. Vì sao? Trong ấy có xướng tán, tụng kinh, hồi hướng, thậm chí còn niệm sớ văn, có quá nhiều thứ. Đối với người niệm Phật mà nói, những thứ ấy là xen tạp. Xen tạp rất nhiều thứ trong ấy, chẳng chuyên, chẳng tinh. Một niệm Phật đường thật sự, trong 12 thời chỉ có một câu Phật hiệu. Tại núi Linh Nham ở Tô Châu, vào thời lão Pháp Sư Ấn Quang tại thế, niệm Phật đường của Ngài là một câu Phật hiệu A-di-đà Phật từ sáng đến tối. Từ mùng 1 tháng Giêng đến 30 tháng Chạp, ngày đêm đều chẳng gián đoạn. Cách niệm ngày đêm không gián đoạn là như thế nào? 3 ngày mọi người luân lưu chia ban niệm như vậy. Ban đêm luân lưu trực ban, 4 người một ban, đại khai mỗi ban niệm 2 tiếng đồng hồ. Người trực ban chẳng thể nào không đến niệm. Người không trực ban có thể tùy hỷ. Quý vị có tinh thần thích niệm thì cứ để niệm theo. Nếu không niệm, quý vị trở về liêu phòng nghỉ ngơi. Quy củ trong niệm Phật đường là theo kiểu ấy. Vì thế bước vào niệm Phật đường, kinh cũng không xem. Đại chúng bên ngoài niệm Phật đường chiếu theo khóa tụng sáng tối để tụng niệm. Khóa tụng trong Đại Hùng Bảo Điện hoàn toàn giống như bình thường. Chú Lăng Nghiêm 10 tiểu chú, chú Đại Bi niệm những thứ ấy. Trong niệm Phật đường chẳng có. Bước vào niệm Phật đường, bèn chuyên tu tịnh độ, chẳng có những thứ xen tạp ấy. Lấy 1 thất hay 7 thất làm kỳ hạn, hoàn tất 7 thất, bèn có đại hồi hướng. Kể ra rất đặc thù. Đó là Phật thất thông thường. Trong niệm Phật đường quanh năm chẳng có đại hồi hướng. Vì sao? Mục đích của họ là cầu sanh tịnh độ. Nên pháp môn này được gọi là pháp môn không hồi hướng. Thật ra, chẳng hồi hướng chính là vô thượng hồi hướng. Niệm niệm hướng tới Tây Phương Cực Lạc thế giới, niệm niệm mong thấy A Di Đà Phật, nên niệm niệm đều là hồi hướng. Chẳng cần phải hồi hướng nữa. Hiện thời chúng tôi lập ra ban niệm Phật tại ngoại quốc. Phương pháp được chọn để sử dụng là loại thứ tư, không đi, không ngồi, chọn lựa cách tùy ý, tùy thuộc ý nghĩ của chính quý vị. Ở ngoại quốc tôi khuyên lương, khích lệ các đồng tu, mỗi tháng tối thiểu niệm Phật suốt 1 ngày. 1 ngày là 24 tiếng đồng hồ, mỗi tháng niệm 1 ngày. Trong 24 giờ Phật hiệu chẳng gián đoạn, nhưng chọn lựa tùy ý. Khi niệm Phật có thể đi kinh hành, nhiễu Phật niệm có thể ngồi niệm, hoặc vừa lại vừa niệm. Lúc nào kinh hành, lúc nào ngồi, lúc nào lại, tùy thuận ý nghĩ của quý vị, chẳng cần cùng làm với đại chúng. Đại chúng cùng nhau làm sẽ bị bó buộc, chẳng tự tại. Chúng tôi chia Phật đường thành 3 khu vực, ở giữa là chỗ đặt tượng Phật. Đó là khu vực lạy Phật. Quý vị thích lạy Phật đến lạy nơi đó. Khu vực phía sau chỗ bái Phật là chỗ chỉ tịnh, ngồi niệm Phật ở đó. Bên cạnh là khu nhiễu Phật. Quý vị thích nhiễu Phật, quý vị đi nhiễu Phật bên cạnh. Nhiễu đã mệt, bèn đến ngồi ở phía sau. Ngồi chán rồi, quý vị muốn lạy, bèn đến phía trước lạy. Vì vậy, chia Phật đường thành 3 khu vực hoàn toàn tùy ý. Chẳng cần mọi người cùng nhau lạy, cùng nhau ngồi, cùng nhau kinh hành. Cứ làm như vậy, họ liền cảm thấy rất tự tại, rất hoan hỷ, chẳng bị bó buộc.
Quý vị đến trễ cũng chẳng sao, quý vị lui ra sớm cũng chẳng sao, chẳng chào hỏi bất cứ ai. Tiếng vào niệm Phật đường là một câu A Di Đà Phật, thì bất cứ ai đều chẳng chào hỏi, niệm một câu Phật hiệu đến cùng. Quý vị có chuyện quan trọng phải đi sớm thì thích lúc nào bèn đi lúc đó, lúc đi cũng chẳng cần phải chào hỏi ai. Quý vị có chuyện phải đến trễ một chút cũng chẳng sao. Cửa niệm Phật đường mở toàn, tự do ra vào, mọi người đều thuận tiện, đều hoan hỷ. Phương pháp được sớ sao nói ở đây là loại thứ tư, không đi không ngồi, diệt danh tùy tự ý. Phương pháp này thông ư tứ nghi. Tứ nghi là đi ở ngồi nằm. Có những kẻ sơ học thể lực không khá, 24 giờ chẳng ngủ sẽ chẳng thể nào làm được. Khi rất mệt mỏi có thể ngủ gật, nhưng đừng nằm trên giường, cho nên cởi áo hải thanh. Quý vị ngồi trên sofa ngủ một chút, ngủ nửa tiếng hay một tiếng, hãy giật mình tỉnh giấc lại niệm tiếp. Chọn lựa phương pháp này, niệm lâu ngày tâm thanh tịnh, đích xác là càng niệm tinh thần càng tốt đẹp, chẳng cần ngủ. Hễ còn phải ngủ, nói cách khác, công phu vẫn chưa thực sự đi vào nề nếp. Người thật sự đi vào nề nếp chẳng cần ngủ, nhưng suốt 24 giờ tinh thần sung mãn. Quý vị tối đa nghỉ ngơi 1-2 giờ, thể lực liền khôi phục, chẳng cảm thấy rất mệt mỏi. Đó là quý vị công phu thật sự đắc lực. Cảm thấy rất mệt mỏi, còn phải đi ngủ, còn phải ngủ suốt 8 giờ đồng hồ, đều là chưa đi vào nề nếp, công phu chưa đắc lực. Cập chư tác dụ, công tư thông cự. Chuyện công, chuyện tư. Thông cự là rất bận rộn, vì bớt ngại tu. Dùng phương thức này chẳng trở ngại. Phương thức này là trì danh niệm Phật. Trì danh niệm Phật đi ở ngồi nằm, chỉ cần là chuyện hoặc việc, chẳng cần dùng đến suy nghĩ, đều có thể niệm. Vì thế đây là loại thuận tiện bậc nhất trong 4 loại tam muội. Xứng lý, tắc tự tánh thường định, thị phạn thực nghĩa. Tự tánh thường huệ, thị kinh hành nghĩa. Điểm đặc sắc lớn nhất của sớ sao là toàn bộ câu chữ trong kinh văn đều tiêu quy tự tánh. Xứng lý là tiêu quy tự tánh, có thể đọc kinh văn tương ứng với chân như bản tánh. Chúng ta đọc sớ sao nhất định phải hiểu, phải học tập sự thật này. Trong tương lai chúng ta đọc hết thể kinh cũng giống như Liên Trì Đại Sư, luôn có thể tiêu quy tự tánh. Như vậy thì quý vị sẽ đắc đại thọ dụng. Nhà Phật nói tiêu quy tự tánh, Nho Gia nói tâm đắc. Sau khi quý vị đọc xong, trong tâm thật sự đạt được tiêu quy tự tánh, bạn thật sự đạt được, chẳng tiêu quy tự tánh sẽ chẳng đạt được. Vì thế tâm đắc chẳng dễ dàng. Chúng ta đọc những báo cáo, đọc sách tâm đắc của rất nhiều người, thì trong ấy toàn là sao chép điều này, trích lược điều kia, đó là bút ký hoặc tạp ký, chẳng thấy quá là tâm đắc. Dẫu viết thật hay, bất quá là tác giả đọc xong một tác phẩm có chút cảm tưởng. Tâm đắc là có điều thấu hiểu, có điều lãnh ngộ. Ở đây nói là xứng lý, tức là ngài có chỗ thấu hiểu, có lãnh ngộ. Từ kinh văn này tổ ngộ ra ăn cơm là tự tánh thường định. Thường định là lấy thiền duyệt làm thức ăn. Kinh hành là tự tánh thường huệ. Tự tánh thường định giả, na già thường tại định, vô hữu bất định thời. Hữu dân, tâm địa vô tán, tự tánh định. Na già là tiếng Phạn, dịch sang nghĩa tiếng Hán là long tượng. Chúng ta chưa hề thấy rồng, nhưng đã từng thấy voi. Voi giống như thường ở trong định, nó bước đi rất bình ổn, chậm rãi, tiêu sái, giống như ở trong định, đi đứng nằm ngồi
đều ở trong định, không lúc nào chẳng định. Đây là nêu tỷ dụ, vì thế chẳng cần khoanh chân ngồi xếp bằng mới là định. Người ấy đi đường cũng định, đứng ở chỗ nào cũng là định, nằm ngủ vẫn là định. Vì thế đi đứng ngồi nằm đều ở trong định, chẳng có lúc nào không định. Lại nói tâm địa vô tán, tán là tán loạn. Nói tự tánh vốn định, chân tâm của chúng ta chưa hề tán loạn. Quý vị đọc Kinh Lăng Nghiêm liền hiểu rõ. Nói thật ra, cái tâm tán loạn của chúng ta trong hiện thời là tâm ý thức, là tâm tán thức, chẳng phải là chân tâm. Chân tâm chưa hề tán loạn. Thích Ca Mâu Ni Phật đã dạy về chân tâm bản tánh của hết thảy chúng sanh như sau. Hết thảy chúng sanh vốn đã thành Phật. Quan sát từ bản thể chân tâm của quý vị thì quý vị và Phật chẳng hai. Hiện thời quý vị chẳng giống như Phật, là vì quý vị chẳng dùng bản tánh mà dùng tạm thức, rất tệ hại. Vì lẽ đó, những rắc rối của phàm phù do đây mà có. Nếu điều này chẳng dễ hiểu cho lắm, chúng tôi lại nói đơn giản hơn. Nhưng hễ đơn giản thì chỉ có thể nói mường tượng, rất khó nói phù hợp khích khao. Này chúng ta thường nói là cảm tình và lý trí. Cảm tình giống như tạm thức, lý trí giống như là chân như bản tánh. Quý vị chẳng dùng lý trí mà thiên lệch dùng cảm tình, phiền phức to tát. Phật Bồ Tát dùng lý trí chẳng dùng cảm tình, phàm phu dùng cảm tình chẳng dùng lý trí. Vì thế chân tâm là trí huệ, chân tâm bất động. Chỉ có bất động thì mới có trí huệ. Hễ tâm động bèn là vô minh, chẳng có trí huệ nữa. Vì thế phải hiểu, chân tâm của chúng ta chẳng tán loạn, chân tâm chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng đến, chẳng đi. Vì thế cái được Kinh Lăng Nghiêm gọi là thường trụ chân tâm. Mỗi người chúng ta đều có đủ. Nơi Phật chẳng tăng thêm chút nào, nơi phàm phù chẳng khiếm khuyết chút nào. Đó là chân tâm, là bản tánh của chúng ta. Này chúng ta học Phật là học gì? Không gì chẳng nhằm khôi phục bản tánh của chúng ta mà thôi. Khiến cho chúng ta từ nay trở đi, trong cuộc sống, trong sinh hoạt thường ngày, dùng chân tâm, chẳng dùng vọng tâm. Đó gọi là Phật, là Bồ Tát. Phàm phu tuy có chân tâm nhưng chẳng dùng, mà dùng vọng tâm. Dùng vọng tâm phân biệt chấp trước, nên khởi hoặc tạo nghiệp chịu báo. Đây là chuyện rất oan uổng. Hiểu sự thật này liền biết chư Phật Bồ Tát và chúng ta sai biệt ở chỗ nào. Dụng tâm sai biệt. Các ngài dùng chân tâm, chúng ta chẳng dùng chân tâm. Vì thế Đức Phật giáo hóa dạy chúng ta khôi phục bản năng, dùng chân tâm giống như Phật Bồ Tát, chẳng dùng vọng tâm. Đó là sự giáo học của Đức Phật. Tự tánh thường huệ giả, nhất thiết chúng sanh giai cụ Như Lai trí huệ đức tướng. Hữu dân tâm địa vô si tự tánh huệ. Câu trước trong đoạn diễn nghĩa trên đây trích từ Kinh Hoa Nghiêm. Trong phẩm Như Lai xuất hiện của Kinh Hoa Nghiêm, Đức Thế Tôn đã nói hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai, nên hết thảy chúng sanh vốn đã thành Phật. Tuy có, thật sự có, nhưng hiện thời chẳng khởi tác dụng. Vì sao chẳng khởi tác dụng? Trong câu Kim Văn kể tiếp, Đức Phật nói chỉ vì vọng tưởng chấp trước nên không thể chứng đắc. Đúng là một lời nói toa gốc bệnh của chúng sanh từ vô thị kiếp tới nay. Gốc bệnh của chúng ta là vọng tưởng chấp trước, nên chẳng thể khôi phục tự tánh, chẳng thể hiển lộ trí huệ và đức tướng của chính mình. Do vậy tu học Phật pháp từ đầu đến cuối là phá chấp trước mà thôi. Nhân ngã chấp đạt phá, chứng quả A-la-hán. Pháp ngã chấp đạt phá,
bèn thành Phật. Nhị chấp là hai thứ chướng, nhớ ngã chấp là phiền não chướng, pháp ngã chấp là sở trì chướng. Hai thứ chấp trước này sanh ra hai loại chướng ngại to lớn, chướng ngại trí huệ và đức tướng của Như Lai chẳng thể hiện tiền. Quý vị hiểu rõ chân tướng sự thật này, nay chúng ta niệm một câu Phật hiệu này có tác dụng gì? Phải niệm cho hết hai loại chướng ngại ấy, phải niệm cho hết hai loại chấp trước ấy, như vậy thì mới có thể giảng sanh. Giảng sanh phải cậy vào tâm tịnh, tâm tịnh ác quải nước tịnh. Chẳng phải do quý vị mỗi ngày niệm Phật hiệu bao nhiêu câu, chẳng phải vậy. Mỗi ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu, nhưng tâm chẳng thanh tịnh, vẫn không thể giảng sanh. Cổ Đức đã nói, rắc toa cổ họng cũng uổng công. Vì thế trong Di Đà Kỳ Niễu Giải, Ngẫu Ích Đại Sư đã nói, phẩm vị cao hay thấp do công phu niệm Phật sâu hay cạn. Ngài chẳng nói nhiều hay ít. Công phu sâu là niệm đến mức ly nhất tâm bất loạn, hai thứ chấp trước đều phá tan. Công phu cạn hơn là niệm đến mức sự nhất tâm bất loạn, phá một thứ chấp trước. Do vậy có thể biết, nếu chúng ta mong thật sự thành tựu trong một đời này, thật sự giảng sanh, thật sự đạt được lợi ích thù thắng như kinh điển đã nói, thì phải nghiêm túc, nhất định phải niệm sao cho hết sạch tập khí phiền não, vọng tưởng chấp trước. Hễ những thứ ấy hiện hành, bèn là nghiệp chướng hiện tiền. Nghiệp chướng là gì? Vọng tưởng là nghiệp chướng, phân biệt là nghiệp chướng, chấp trước là nghiệp chướng. Hễ những thứ ấy trồi lên, ngay lập tức tự nhủ, nghiệp chướng của ta hiện tiền. Sám hối nghiệp chướng bằng cách nào? A Di Đà Phật, nghiệp chướng liền chẳng còn nữa. Dấy lên một câu A Di Đà Phật là sám trừ nghiệp chướng, thay thế vọng niệm, vọng tưởng chấp trước bằng một câu A Di Đà Phật. Quý vị thật sự có thể thay thế, nghiệp chướng bèn tiêu trừ. Do đó, sám trừ thực hiện ở nơi đâu, bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào, tu sám trừ nghiệp chướng trong khi khởi tâm đồng niệm. Cách tu là như vậy. Tuyệt đối chẳng phải là nói, ta tội nghiệp rất nặng, tìm mấy vị pháp sư, tìm mấy đồng tu đến lạy hương hoàng sám, vô dụng. Đang bãi sám mà vẫn giấy vọng tưởng, nghiệp chướng hiện tiền y như cũ, vô dụng. Vì thế quý vị phải hiểu, thật sự tu hành, đừng làm theo hình thức, đừng bày ra dáng giả này nọ. Dáng giả ấy là giả, chẳng thật, vô dụng. Tu hành thật sự là công phu nơi tâm địa, sao cho quý vị có thể đạt được cái tâm thanh tịnh, gìn giữ nó, đó là công phu chân thật. Tâm địa vô si, chẳng có tham sân si. Trong chân tâm chẳng có tham sân si, trong chân tâm chỉ có trí huệ bát nhã. Trong 8 thức mới có tham sân si, tâm sợ tương ứng với 8 thức mới có. 6 căn bản phiền não và 20 tùy phiền não là tâm sở hữu pháp. 8 thức mới có những tâm sở ý. Trong chân như bản tánh chẳng có. Do đó nói theo tự tánh, chẳng có tham sân si, chẳng có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, phiền não, chỉ có trí huệ. Hôm nay chúng tôi giảng tới chỗ này. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng 4 ân và 3 cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.